Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 20 vòng 5A Thánh Vịnh 71. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 71, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Lâm và một sáng tác của nhạc sĩ Từng Ân Triệu Đại Người. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại Ngươi. Xin ban quyền xét đoán dư đầy khôn ngoan cho đức vua. Xin ban sự công minh đoan chính cho hoàng tử, để tấn vương mình xét dân ngài công lý gìn giữ, để tấn vương vực bánh kẻ nghèo cách chính trực. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại Ngươi. Dưới đại triều tân vương, muôn người an cư trong thái bình, sống yên lành an vui trong nền công lý bao thiện hảo. Đại dương kia cho tới biên này trùng khơi hải lý, từ sông sâu tận đến địa cầu Chúa thông chi. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại Ngươi. Ai bất hạnh khấn vai sẽ được thương ban muôn phúc lành. Ai nghèo hèn van xin sẽ được trông thấy ơn giải thoát. Người thương yêu này ai đơn lành nhỏ bé hèn yếu, người ra tay chờ che hộ phù lúc nguy cùng. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại Ngươi. Xin chúc mừng Thánh Đức danh Ngài Thiên Thu luôn sáng ngời, chính bởi vì tôn danh muôn người cõi thế luôn hạnh phúc. Nguyện uy danh của Chúa muôn đời hiện vinh rực sáng, và muôn dân ngàn kiếp ca tụng tán dương Ngài. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại Ngươi. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong chiều
ban quyền sẽ đoán lại cho Đức Vua và Thái Tử, trao người ơn chính mình để người mình xét theo đường lối thẳng ngay, để người phân xử dân nghèo khó bởi lẽ công bình. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Chúa. Hóa thanh bình công lý cho sinh thắm tươi cho tới ngày, không còn trăng chiếu soi biển rộng sông nước, tay người sẽ quản cai từ dòng sông cả siêu việt đến tận cuối chân trời. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong chiều đại Chúa. Dân nghèo than khóc, người sẽ đỡ nâng và ngước nhìn khi chẳng ai đoái trông. Người hằng thương xót ai hèn yếu khổ đau, và mạng sống họ luôn được Chúa gìn giữ an toàn. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Chúa. Uy danh người luôn mãi, còn qua tháng năm còn chiếu rọi như vầng dương sáng soi, và người chúc phúc cho dòng dõi của người, để mọi chi tộc trên mặt đất cùng chúc khen người. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong chiều đại. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chúa Nhật 2 mùa vọng 5A Thánh Vịnh 71. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.